Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Kính thưa quý vị, chỉ còn chưa đến 24 giờ nữa là người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu vị tổng thống thứ 47 của mình. Đây là một tranh cử tổng thống không giống bất kỳ chiến dịch nào khác trước đây. Bởi vì Cuộc tranh cử lần này đã có một ứng cử viên tổng thống có tên trong danh sách tội phạm và ra tòa. Và một tổng thống đương nhiệm phải dừng cuộc đua giữa chừng và ít nhất là có ba cái nỗ lực ám sát. Và cái sự gây cấn nó kéo dài cho đến phút cuối khi các cuộc thăm dò cho thấy rằng đây là một trong những cuộc bầu cử xích sao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lúc này là 4 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 11 giờ đồng bộ Úc Châu, Sydney, tức là khuya ngày 4 tháng 11 bên Hoa Kỳ khách mời hôm nay của Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang. Xin chào Mai Hoa, chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt của đài SBS Radio và đặc biệt chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Dạ vâng, Mai Hoa xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Vâng, xin chào chị Mai Hoa và luật sư Lưu Tường Quang. Xin kính chào quý thính giả phát thanh Việt ngữ SBS. Hai vị khách mời này sẽ cùng Mai Hoa đánh giá lại hiệu ứng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 này thưa câu hỏi đầu tiên rằng là theo quan sát của hai ông thì có những bất ngờ nào của hai ứng cử viên tổng thống để mà giúp kéo cử tri đi bầu và có đem lại cái sự thuận lợi cho họ trong cái cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày mai không à, có lẽ câu hỏi này dành cho luật sư nguyễn văn thân vâng ừ, xin cảm ơn chị mai hoa thì uh, nhận xét riêng của tôi đó thì tôi thấy là trong những cái ngày cuối thì nó cũng không có cái sự chuyển hướng gì đặc biệt cái cuộc tranh cử lần này nó có một hiện tượng mà tôi nghĩ là thú vị là tất cả các cái cuộc thăm dò dân ý nói chung uh, thì đều cho thấy là cái uh, cái sự hơn thua giữa giữa hai ứng cử viên nó rất là xích sao và cái cuộc bầu cử ở mỹ đó thì nó không có dựa vào cái lá phiếu phổ thông ý tôi muốn nói ở đây đó một ứng cử viên có thể đạt nhiều cái phiếu cử tri phổ thông nhưng mà vẫn có thể thua mà là tại vì nó tính theo cái lá phiếu cử tri đoàn và nó sẽ dựa vào cái lá phiếu cử tri đoàn ở 7 cái tiểu bang gọi là 7 cái tiểu bang chiến trường sẽ mang cái tính quyết định thì tính vào giờ chót đó, thì người ta phỏng định rằng là bên bà Kamala Harris là dự trù đã có được khoảng chừng 226 phiếu bên cựu tổng thống Trump có khoảng 219 phiếu và nó có 93 phiếu ở bảy cái tiểu bang chiến trường, à, thì cái con đường mà đi đến 270 phiếu, có nghĩa là tổng cộng có 538 phiếu cử tri đoàn, ứng cử viên nào đoạt được 270 phiếu thì ứng cử viên đó sẽ thắng. thì cái con đường mà đi đến 270 phiếu đó, thì một số nhà quan sát người ta cho rằng cái con đường đó nó rộng hơn một chút xíu đối với bà Kamala Harris, nhưng mà chỉ một chút xíu mà thôi lý do là tại vì đó bà Kamala Harris với 226 phiếu đã có bà chỉ cần thắng thêm 3 tiểu bang mà ba tiểu bang này là truyền thống của đảng dân chủ là Pennsylvania 19 phiếu, Michigan 15 phiếu và Wisconsin 10 phiếu. Thì nếu như bà thắng 3 cái tiểu bang đó đó thì bà sẽ được 44 phiếu cộng với 226 phiếu mà coi như là bà đã có có rất là nhiều cơ hội thắng đó, đó là những cái nơi mà an toàn đó thì bà sẽ có đủ 270 phiếu. Ngược lại đó là Tổng thống Trump nếu như mà ông thắng được Pennsylvania thì cái cơ hội trở thành Tổng thống của ông cũng sẽ rất là cao là tại vì hiện nay ông đang dẫn đầu ở bốn cái tiểu bang mà truyền thống là ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Đó là tiểu bang Arizona, Nevada, North Carolina và Georgia. Thành ra à, dựa trên các cái con số tâm dò dân ý người ta gọi nó vẫn còn là 50-50 và theo tôi nghĩ có lẽ cái cái kết quả sau cùng nó cũng sẽ phản ảnh cái hiện tượng là vô cùng xích sao như vậy dạ, vâng. tôi tôi nghĩ là tôi nó có vài điểm mà tôi cũng xin bổ túc uh, sau cái lời uh, trả lời rất là đầy đủ của luật sư thân đó thì cái câu hỏi mà nói rằng trong uh, vòng 24 tiếng đồng hồ nó có xảy ra những cái biến chuyển gì quan trọng hay không thì tôi nghĩ có lẽ không có nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại 24 giờ đã qua đó thì nó có một cái điều mà tôi cho là nó có thể thay đổi cục diện đó là cái sự xoay chiều của cử tri tại tiểu bang Iowa là cái nơi mà người ta vẫn tưởng là cái nơi an toàn của ông Donald Trump nhưng mà thực sự bây giờ đó thì theo một cái cuộc thăm dò của The Mon Register mà một cái cơ quan này đó nó trong quá khứ nó đã dự đoán rất là chính xác à, thì hiện bây giờ đó ứng cử viên Kamala Harris đã dẫn trước ứng cử viên Donald Trump tới 3 điểm 3 điểm thì nó không phải là quá lớn nhưng mà nó cũng có thể gọi như là nó vượt bên trên của cái biên độ biên độ sai xuất cho nên nếu mà người ta nghĩ rằng cái chiều hướng mới ở iowa đó nó là một cái sự phát hiện của một cái khuynh hướng thì cái điều này nó có thể dẫn đến cái ảnh hưởng uh, cuộc vận động của bà Harris tại bảy trên ba chiến trường nó có thể đem lại cái nhiều yếu tố tích cực hơn cái đó là một điểm mà tôi muốn nói. cái điểm thứ nhì đó thì uh, cái quan trọng của bà Harris là làm sao có thể giữ được cái điều mà người ta gọi là blue wall là cái bức tường màu xanh, bức tường màu xanh tức là bức cái bức tường của đảng dân chủ. thì như luật sư thân vừa mới nói đó, thì cái bức tường này nó gồm có ba uh, cái tiểu bang rất là quan trọng là Pennsylvania, Michigan và North Carolina. Uh, nếu mà bà giữ được cái cái blue Wall này đó thì rõ ràng là bà đang tiến triển tới một cái con đường có thể trở thành tổng thống nước Mỹ đầu tiên của một người phụ nữ da màu, một người nữ gốc Á Châu và gốc Phi Châu. Nhân đây thì tôi cũng giải thích thêm có lẽ các quý vị khán giả không có hiểu được là tại sao mà cái Electoral College tức là cái đại cử trư đoàn nó có 538 phiếu thì cái cái này nó cũng rất dễ thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng Hoa Kỳ là một liên bang cho nên 50 50 tiểu bang cộng thêm lãnh thổ Washington DC thì nó có tổng cộng là 100 nghị sĩ tức là bất kể là về phương diện địa lý nó lớn bao nhiêu hay là về về, con người về nhân số nó, nó nó cao bao nhiêu tất cả mọi tiểu bang đều chỉ có hai nghị sĩ mà thôi đó là 100 người riêng về cái hạ viện của Hoa Kỳ đó thì nó có 438 người mà 438 người này nó chia từng những cái quận hạt nó tùy theo cái dân số mà cái dân số của mỗi dân biểu nó không có giống nhau có nơi nhiều hay có nơi ít nhưng mà nói chung thì nó có 438 dân biểu ở hạ viện cho nên người ta cộng lại 100 nghị sĩ của thượng viện mà cộng thêm 438 dân biểu tại hạ viện nó ra con số 538 người mà đa đa số tối thiểu để có thể thắng được là 270. Thưa, nhưng ông nói đến cái con số hạ viện và thượng viện thì bởi vì mọi cái tập trung chú ý vào cái cuộc đua giữa hai ứng cử viên tổng thống mà người ta quên rằng cái cuộc bầu cử này cũng đồng thời bầu cử các thành viên của quốc hội tức là thượng viện và hạ viện. Và trong cái cuộc bầu cử này, đánh giá của hai ông về cái sự dịch chuyển của các cử tri đối với bên xanh, bên đỏ, bên cộng hòa hoặc bên dân chủ để hình thành nên thượng viện và hạ viện liệu sắp tới quan hệ hoặc là cái ảnh hưởng gì với vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ có lẽ câu hỏi này dành cho ông Lưu Tường Quang thôi không? À, thưa may qua thưa kính tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt Ngữ SBS Radio. À, đúng như vậy, thật sự cái cuộc bầu cử này chúng ta quan tâm nhiều về cái cuộc bầu cử về phương diện tổng thống nhưng mà thực sự nơi là một cuộc bầu cử nó bao gồm rất nhiều cái góc cạnh khác nhau. Thứ nhất, ngoài việc chọn một tổng thống, nó còn chọn tất cả 438 dân biểu tại vì mỗi dân biểu tại Mỹ ở Hà Viện nó chỉ có nhiệm kỳ có 2 năm và cứ mỗi lần 2 năm là nó bầu cử tất cả. Trong khi đó thì một phần của Thượng viện chỉ có bầu lại mà thôi và trong cái phần của Thượng viện này nó đa số là những nghị sĩ của đảng Dân Chủ đảng dân chủ trong cái thượng viện sắp bầu lại đó thì nó có 51 nghị sĩ đảng dân chủ và 49 nghị sĩ đảng cộng hòa cho nên cái quan trọng của đảng dân chủ là phải làm sao để giữ được tất cả những nghị sĩ mà đang tái tranh cử để giữ được cái đa số mà nếu trong trường hợp này đó, mà có một cái ứng cử viên gốc việt là đại tá hùng cao ở tiểu bang Virginia mà chiến thắng được thì sẽ làm nên lịch sử không những là người Việt đầu tiên thắng cử vào Thượng viện Hoa Kỳ mà cũng là cái người tạo nên lịch sử là tại vì trong trường hợp mà ông Hùng Cao chiến thắng cái nghị sĩ đảng Dân Chủ đương nhiệm mà giữ được tất cả những cái đơn vị khác thì rõ ràng là cái con số tại Thượng viện nó sẽ trở thành 50-50 tức là nó bế tắc và trong trường hợp đó thì Phó Tổng thống sẽ là Chủ tịch Thượng viện và có cái casting vote còn trong trường hợp mà hạ viện đó thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ đảng cộng hòa sẽ giữ cái nguyên trạng là vẫn nằm trong cái sự kiểm soát của đảng cộng hòa cho nên vì lý do đó thì chúng ta nếu mà đảng cộng hòa giữ được hạ viện mà đảng dân chủ giữ được thượng viện thì một cái chính phủ mà do bà Kamala harris làm lãnh đạo thì cái người phó tổng thống sẽ làm chủ tịch của thượng viện thì vẫn có thể nằm kiểm soát được cái thượng viện và do đó cái liên hệ giữa hành pháp và, và lập pháp tức là liên hệ giữa tòa bạch ốc và quốc hội nó sẽ có thể nó cũng sẽ diễn tiến ra như bây giờ ngược lại đó ngược lại nếu mà ông donald trump mà thắng cử thì tất nhiên ông phó tổng thống sẽ nắm cái thượng viện và do đó là cái thượng viện nằm trong cái sự kiểm soát của đảng cộng hòa và trong trường hợp đó mà nếu mà đảng cộng hòa giữ được cái hạ viện với cái đa số hiện nay thì cái quan hệ giữa tờ Bạch Ốc và cái quốc hội nó sẽ dễ dàng hơn cho ông Donald Trump. Dạ vâng thưa, cảm ơn cô trả lời công ông Lưu Tường Quang. Cái cuộc bầu cử kỳ này ở Hoa Kỳ thì các ứng viên gốc Việt, bởi vì họ không chỉ bầu cử ra Tổng thống, Thượng viện, Hạ viện, mà còn bầu cử các chức sắc công quyền của các địa phương. Và các ứng viên gốc Việt nổi lên khá là nổi bật, trong cái cuộc bầu cử này chỉ tính riêng quận Cam thì có đến 34 ứng viên gốc Việt tranh cử 21 chức vụ công quyền. Thế thì câu hỏi này xin dành cho luật sư Nguyễn Văn Thân thì quan sát của ông là các cử tri gốc Việt cũng như các ứng viên gốc Việt cho các chức vụ công quyền tại Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì tới cuộc bầu cử kỳ này thưa ông? Thưa chị, chị Mai Hoa nói đúng, có nghĩa là nó có những cái cuộc bầu cử à, cho giống như luật sư Lưu Thường Quang có nói là không chỉ cho tổng thống mà cho 435 ghế ở Hạ Viện và 1 phần 3 thượng 4, viện 4, tức là 33 438, ghế. 438 à, ghế ở Hạ Viện và 33 cái ghế ở trên thượng viện có là 435 cộng với là như là ba cái ghế ở 3 cái tiểu bang cái territory của bên Mỹ thì phải. Thì ngoài ra có như cuộc bầu cử của thống đốc ở một số tiểu bang Rồi có rất là nhiều cái chức vụ ở địa phương Nhưng mà tôi xin tập trung vào cái câu hỏi của chị Mai Hoa Đặt ra đó là cái sự tham gia tích cực của người Mỹ gốc Việt Tôi cho rằng đây là một cái dấu hiệu tốt à, Tôi thấy là cái sinh hoạt của người Mỹ gốc Việt có vẻ như là đã đi trước cái cộng đồng khác ở hải ngoại Tôi có cái cảm giác là người Việt cũng đã định cư ở châu Âu cũng khá lâu Đặc biệt là ở bên Pháp nhưng mà ít có khi nào chúng ta nghe <laughs> là có những cái chính khách người người pháp gốc Việt hay là người châu Âu gốc Việt à, còn ở bên Mỹ đó thì tôi thấy là cái sự tham gia của họ rất là tích cực và rất là đông đảo và nó có cũng có cái mặt lợi là có cái số lượng người Việt định cư ở khá đông ở tiểu bang California ở quận Cam và từ ở nhìn một cái nhìn một cái mặt nào đó là người Việt ở bên Mỹ đi trước cái người Việt ở bên úc của mình ở đây trở lại cái cái hồi nãy tôi cũng đồng ý với luật sư Lưu Tường Quang đó là nó có một cái kết quả thăm dò vào giờ chót là cái tiểu bang Iowa là truyền thống là nghiêng về đảng Cộng Hòa thì có một cái cuộc thăm dò thì nó cho thấy là không biết gì, vì lý do gì mà họ ủng hộ cho đảng Dân Chủ cái Blue Wall mà luật sư Lưu Tường Quang có nêu ra đó thì nó thật ra thì nó nằm ở ba tiểu bang là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin nhưng mà một lần nữa đó cái cuộc thăm dò dân ý của Iowa nó có lẽ như nó cũng yểm trợ cho một cái nhận xét là cái con đường đi đến 270 phiếu nó rộng hơn một chút xíu đối với bà Kamala Harris và nó cũng có một cái điều rất là thú vị là bà Kamala Harris ấy, bà trong cái cương vị là phó tổng thống thì bà cũng là chủ tịch thượng viện nhưng mà nó luật sư cũng có đề cập tới và nếu như sau khi có kết quả bầu cử đó thì bà sẽ là cái người chính thức certify có nghĩa là xác nhận một là xác nhận là chính là bà là cái người đắc cử hoặc cũng có thể chính bà phải xác nhận bà là, là cái người đã thua cuộc trong cái cuộc bầu cử năm nay thì uh, tôi cũng chưa từng thấy uh, nó có một cái hiện tượng như vậy nó xảy ra thì uh, chúng ta cũng uh, chờ xem coi không biết là sau khi có cái kết quả bầu cử thì tới cái ngày mà không biết cái cái, cái kỳ tới này nó có xảy ra vào ngày 6 tháng giêng <laughs> ngày 7 tháng giêng gì đó hay không thì mình không biết liệu nó sẽ có những cái biến cố gì như mà nó đã xảy ra à 4 năm trước đây hay không. Dạ. Yeah. À, tôi tôi xem có vài điều bổ túc đó, tại vì uh, cô Mai Hoa nói rằng ở uh, tiểu bang California nó có khoảng ba mươi mấy người người Mỹ gốc Việt ra tranh cử. Thì trong đó có hai có ba người mà tôi nghĩ nó đã, đã có tiếng rồi đó là ông Derrick Trần uh, là một luật sư đi ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Đảng dân chủ là tiểu bang California là một tiểu bang thực sự nó là một cái đại bán doanh của dân chủ nó, nó rất mạnh về dân chủ một người nữa đó là Janet Nguyễn là một người cũng đã hoạt động và đã ra, ra ứng cử làm giám sát viên rồi nó có những người đi ra tranh cử về chức thị trưởng chẳng như là ông trí tài hay là đại khái nếu mà tôi nói tên không làm à, thành ra cái sự gia nhập của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nó nó rõ rệt hơn mà nó nó quan trọng nhưng mà cái mà tôi tôi nghĩ nó có thể làm khó khăn cho cộng đồng người Việt đó, là tại vì tại tiểu bang dân chủ tức là California mà đa số cộng đồng người Việt đó thì lại ủng hộ cộng hòa thì trong trường hợp này là cái quận hạt 45 của California đó, nó hiện đang có một người gốc đại hàn đang làm dân biểu à, mà người đó thì lại là của đảng cộng hòa thành ra tôi cho rằng cái cử tri gốc Việt sẽ rất là phân vân không biết là ủng hộ đảng cộng hòa hay là ủng hộ người Mỹ gốc Việt nếu mà ủng hộ đảng Cộng hòa thì bắt buộc phải bỏ phiếu cho bà Michelle, Michelle Steele. Steele còn nếu mà ủng hộ người Mỹ gốc Việt thì phải bỏ phiếu cho ông Derek Trần là một đảng viên của đảng Dân Chủ yeah. đấy là cái cái phân vân mà tôi nghĩ cộng đồng người Việt sẽ sẽ phải đối diện Dạ vâng, à, cái cuộc bầu cử nó thú vị không chỉ ở tầm vốc là các ứng cử viên tổng thống mà cả với những cái chức vụ dưới nữa trong các chính quyền đây là một cuộc tranh cử mà xích sao giữa các hai ứng cử viên cả hai bên đều được đánh giá là 50-50 và theo như ông tiến sĩ Paul Peck là giáo sư danh dự và giáo sư viện hàng Lâm khoa học chính trị tại đại học tiểu bang Ohio ông nhận định rằng nếu như mà Trump thua thì ông sẽ không có quyền lực như trong kỳ bầu cử 2022 để mà có thể làm khuynh đảo cái kết quả bầu cử đó là nhận định của ông và ông nói ngược lại nếu mà trump thắng á, thì là cái gọi là tam quyền phân lập sẽ vào tay của đảng cộng hòa bởi vì trump là một cái người mà thích nắm quyền lực thì cái nhận định này à, theo hai ông nghĩ như thế nào thằng nói trước đi Thân. vâng à, tôi nghĩ là hiện nay đó ông à, tổng thống trump À, cũng đã nghĩ tới cái việc phản đối cái kết quả bầu cử nếu như ông thua và cũng có một số thành viên của đảng cộng hòa sẵn sàng ủng hộ ông làm cái việc đó tuy nhiên đó là tại vì nó đã có cái biến cố ngày 6 tháng giêng bốn năm trước đây và nó cũng đang có những cái vụ kiện nó liên quan đến cái việc đó thì đó, tôi nghĩ rằng có lẽ kỳ này đó thì người mỹ quốc hội mỹ có lẽ là họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái sự việc này thành ra tôi cho rằng nó sẽ không có những cái việc đáng tiếc những cái sự bạo động nó đã xảy ra Nhưng mấy năm trước đây và chúng ta cũng nên nhớ là sau cái cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng bốn năm trước đây thì nó đã có có một số người có một cũng khá vài trăm người cũng đã bị đi ở tù nên ra hy, hy vọng thì lần này nó sẽ không có cái chuyện đó nó xảy ra dạ yeah. À, tuy nhiên đó chúng ta cũng không có thể nào gạt khỏi cái cái tình huống là Tổng thống Trump sẽ đắc cử Tại vì đây là như nãy giờ chúng ta đã có thảo luận Cái kết quả sau cùng cũng chưa có ai có thể khẳng định được Mặc dù uh, có một vài nhận xét cho rằng là cái con đường đi đến Nhà Trắng Với 270 phiếu của bà Kamala Harris nó rộng hơn chút xíu Nhưng mà chỉ cho chỉ có khi nào đếm xong phiếu thì chúng ta mới quyết định, định được cái kết quả bầu cử Và thậm chí đó thì bây giờ nó đã có khoảng 80 triệu cử tri đã bỏ phiếu rồi Tức là phân nửa ở 4 năm trước đây thì có 158 triệu cử tri bỏ phiếu tổng cộng. Bây giờ thì đã có 80 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm. Thì cái con số hiện nay thì cho thấy đó là bên bà Kamala chỉ đang dẫn đầu có khoảng có 2% khoảng 41%, ông Trump, bên ông Trump là 39%, còn cái số còn lại 18% còn lại là 20% còn lại thì thì không biết được. Tại nó vẫn còn là một cái cuộc chạy đua mà tôi cho rằng nó 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 cũng chưa bất phân thắng bại chưa có cái có, có kết quả rõ ràng. Tôi cũng đồng ý với luật sư Thân nhưng mà tôi nghĩ rằng tất nhiên là sau cái ngày 5 tháng 11 tại theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ thì có thể mất nhiều ngày mà có thể mất nhiều tuần để có thể biết được cái kết quả chính thức. Nhưng mà theo giới quan sát tại Mỹ đó thì người ta cho rằng ông Donald Trump hiện bây giờ là đang đi đến cái tiểu bang North Carolina với hy vọng là sẽ lấy được cái tiểu bang này tại vì North Carolina là cái tiểu bang duy nhất trong vụ bầu cử 2020 là ông Donald Trump đã chiến thắng. À, cho nên vì lý do đó mà người ta coi cái North Carolina như là một cái chỉ dấu. Nếu mà ông thua tại North Carolina thì có lẽ cái kết quả này sẽ tốt cho bà Kamala Harris hơn trở lại cái câu hỏi của giáo sư tại giáo sư đại học ohio đó thì tôi không tin là ông donald trump có thể um, chi phối tất cả cái sinh hoạt tam quyền phân lập tại mỹ thứ nhất là quốc hội mỹ mà dầu cho nằm trong tay kiểm soát của đảng cộng hòa đi nữa đó thì cái cái liên hệ về luật pháp về tài chánh về nhân sách nó sẽ dễ dàng cho ông donald trump hơn là ngược lại nhưng mà điều đó không có nghĩa là quốc hội lúc nào cũng phải phục tùng cái quyền của hành pháp của ông donald trump còn cái tối cao pháp viện đó, tức là phần tư pháp đó, thì ông Donald Trump lúc mà ông làm trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2016 đến 20 đó thì ông bổ nhiệm khá nhiều người có cái lập trường thủ cựu, có lập trường thiên hữu nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả những cái tham phán tối cao pháp viện đó sẽ lúc nào cũng là phân dạ đối với Tòa Bạch Ốc à, họ có thể có cái, cái, cái nhìn uh, gọi là bảo thủ về phương diện an sinh xã hội chẳng hạn như vấn đề phá thai, vấn đề quyền lựa chọn của người phụ nữ nhưng mà trong cái, các vấn đề khác đó, họ có những cái quyết định rất là độc lập cho nên cũng vì lý do đó mà tôi tin rằng ít nhất là về phương diện hành pháp và tư pháp nó vẫn có một sự check and balance rất là rõ rệt cho nên vì lý do đó mà cái nhìn của tôi nó khác với cái nhìn uh, của ông giáo sư tại oeo mà cô mai qua vừa mới trích dẫn Ja, tôi xin tiếp lời của luật sư Đức Tường Quang như thế này đó là khi chúng ta nói đến cái cái sự xích sao đó nó không chỉ là giữa hai ứng cử viên tổng thống mà nó có những sự dự đoán về cái số phiếu của Quốc hội Mỹ thì bây giờ đã có một một cái nhà dự đoán mà người ta cũng có tiếng tâm là cái ông này gọi là Sebastian thì ông đã dự đoán đó là cái con số nó sẽ là 218 với so với 217 đây là 435 ghế ở ở Hạ viện. Rồi ổng dự đoán đó là ở thượng viện đó, à, Hạ viện là 218 này đảng Nhân chủ hơn một ghế. Còn ở thượng viện thì ông lại dự đoán là 51 49 là bên đảng Cộng hòa sẽ hơn hai ghế. Tình ra một phần nào đó nó cho chúng ta thấy một cái hiện tượng mà mà có lẽ mình chưa được thấy qua đó là nước Mỹ à, nếu mà mình nhìn được một cái nhìn tiêu cực đó, là nó chia rẽ ngay ở chính giữa một bên là cộng hòa và lòng bơi là dân chủ ở một cái mặt khác ấy, thì nó lại cho thấy là nếu mà mình nhìn từ một cái nhìn tích cực thì đây là một cái nền dân chủ nó rất là mang cái tính đầy cạnh tranh các cử tri rất chú ý rất là ủng hộ cho đảng của mình tại ra nó là một cái hiện tượng mà tôi cho rằng nó cũng rất là thú vị đây là một cái nền dân chủ rất là sôi động và mang đến nhiều quyền lợi cho người dân cái điều mà người ta e ngại nhất ấy, là ông donald trump mà khi mà ông biết rằng ông sẽ không thắng đó thì ông sẽ tuyên bố ông thắng rồi ông sẽ không có nhìn nhận cái kết quả và những người mà theo ông một cách rất là nhiệt thành như là ông cựu chiến lược gia uh, steve Ban uh, bannon, bannon yeah. thì đã chuẩn bị tất cả mọi bước để kéo dài tất cả mọi sự tranh chấp giữa ông donald trump và uh, bà harris nếu mà bà harris đã thắng cử dạ vâng và mọi chuyện vẫn còn chờ cho đến sáng ngày mai thế giới sẽ biết chuyện gì xảy ra và cái nền dân chủ nước Mỹ đủ mạnh để có thể đi qua hết tất cả những cái chướng ngại Những khó khăn bày ra cho họ. Vâng, Mai Hoa xin cảm ơn rất là nhiều luật sư Lưu Tường Quang và luật sư Nguyễn Văn Thân. À, xin chào Mai Hoa và kính thưa kính chào tất cả quý vị. Xin uh, kính chào chị Mai Hoa và luật sư Lưu Tường Quang cũng uh, xin uh, kính chào uh, quý uh, thính giả của chương trình Phát thanh Việt SBS. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.